Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, mời quý khán giả cùng đón xem phóng sự Vang lại âm thanh xưa với câu chuyện của những người đam mê sưu tầm các thiết bị âm thanh cổ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai là di tích quốc gia. Công trình nhà bia tưởng niệm Bác Hồ lên thăm Lào Cai, còn gọi là Công viên Hồ Chí Minh, được xây dựng năm 1998 nhân dịp chào mừng 40 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 23 tháng 9 năm 1958, 23 tháng 9 năm 1998. Công viên Hồ Chí Minh được xây dựng với tổng diện tích trên 2 hectare, với rất nhiều hạng mục như tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được tạc bằng hợp kim đồng, chân đế tượng là khối đá cao gần 2 mét, phía sau tượng Bác Hồ là bức chướng bằng thạch cao và hoành phi bằng đồng khắc hoa sen, bao quanh khuôn viên là những hàng cây cảnh xanh tỏa bóng mát. Hàng năm, vào những ngày lễ Tết, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, nhân dân, học sinh đều đến để dâng hương tưởng nhớ người. Sắc bầu di sản văn hóa là chủ đề của tuần văn hóa du lịch lần thứ nhất đang diễn ra tại huyện Bảo Yên. Với rất nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, sự kiện này đã và đang thu hút nhiều du khách và người dân địa phương tham gia trải nghiệm và khám phá. Tuần văn hóa du lịch Bảo Yên diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn như tổ chức phiên chợ văn hóa truyền thống, chợ đêm quảng bá sản phẩm văn hóa, nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khai mạc ngày hội văn hóa dân gian gắn với công bố quyết định công nhận điểm du lịch xã Nghĩa Đô, khôi phục và tổ chức các môn thể thao trò chơi dân gian, đêm giao lưu văn nghệ Nghĩa Đô sắc màu di sản văn hóa gắn với công bố tác phẩm mới viết về Bảo Yên, tổ chức cuộc thi Em yêu bản sắc văn hóa Tày quê em, giải bóng đá nữ xã Nghĩa Đô mở rộng. Việc tổ chức tuần văn hóa du lịch Bảo Yên là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc của vùng đất giữa hai dòng sông với du khách trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Yên 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2022, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai vừa tổ chức thành công giải bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2022. Đây là giải đấu được tổ chức 4 năm một lần. Tham gia giải có 8 đội bóng với hơn 160 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà, huyện Mường Khương, huyện Bát Sát, Sở Giáo dục và Đào tạo. Các đội bóng được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết. Sau gần một tuần tranh tài với 15 trận đấu sôi nổi kịch tính, với tinh thần đoàn kết trung thực, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết thúc giải, ban tổ chức cũng trao huy chương vàng cho đội bóng huyện Bảo Yên, huy chương bạc cho Sở Giáo dục và Đào tạo, hai đội Văn Bàn và Bảo Thắng giành huy chương đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ công nghệ và các loại định dạng âm thanh mới, sự phát triển của kỷ nguyên nhạc số, thì đâu đó ở thành phố Lào Cai vẫn còn những con người đi tìm lại những kỷ niệm xưa cũ, tìm niềm vui, thưởng thức âm nhạc thông qua những thiết bị âm thanh cổ. Là một trong những người yêu âm thanh cổ, ông Lã Văn Quân ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai có một bộ sưu tập thiết bị âm thanh mà bất kỳ ai yêu thích thứ âm thanh hoài niệm đều mong muốn được sở hữu. Trong căn nhà nhỏ, các loại cassette, âm ly, đầu quay băng cối, đầu đĩa than cổ có thương hiệu như Pioneer, Kenwood, Teac, Yamaha được đặt ngay ngắn trên kệ. Các thiết bị âm thanh của ông Quân khá giản dị, nhưng lại là kết quả của quá trình dày công sưu tầm ở khắp mọi nơi. Từ những củ loa cổ của Nhật, Mỹ hay Nga, Đức,
ông Quân còn dành thời gian công sức để tự tay ghép loa, đóng thùng từ đó cho ra chiếc loa hoàn chỉnh, có khả năng tái tạo chất âm trung thực, tinh tế và khác biệt với loa hiện đại. Bên cạnh đó, với đặc tính các thiết bị âm thanh đều có tuổi đời hàng chục, hàng trăm năm, nên việc gìn giữ chăm sóc những bộ âm thanh ấy chẳng khác nào chăm con mọn. Lợi thế của ông Quân là biết sửa chữa những bệnh hay mắc phải của thiết bị âm thanh cổ, như hỏng volume, chết áp, chết công suất, nên nhiều thiết bị tưởng như chỉ để trưng bày lại được sống lại bằng sự chăm chút, tình yêu của ông Quân. Từ thời là bố cũng đã chơi cái này, nên là nó cũng nhập vào máu ấy, cũng rất là đam mê. Thế thì trước đây thì, lúc còn trẻ thì mình cũng chưa có điều kiện. Thế đến bây giờ thì là nó có tí tuổi rồi, nó cũng có thời gian để nghỉ ngơi, con cái nó lớn rồi thì mình có một chút thời gian để thỏa mãn cái đam mê của mình. Chú rất là thích ngắm cái đồ cổ ngày xưa, người ta làm rất kỹ, rất đẹp. Chơi âm thanh cổ này thì nói chung là nó phải thật đam mê mới chơi được. Thế nhưng mình muốn tái tạo lại một cái âm thanh để cho cái thế hệ sau này này còn nhớ được, là đã lãng quên đi một thời rất là lâu. Thế đến bây giờ người ta thật lại tìm lại được, bởi vì nó rất là hoài cổ, mà nó cũng còn cái số lượng rất ít ở trên cái thị trường này. Đấy. Chứ không phải là mua ngay được. Cũng như ông Quân, chẳng biết từ bao giờ, việc sưu tầm từng cái đầu đĩa, đôi loa, âm ly, máy phát nhạc và gom góp từng chiếc đĩa than, băng cối, băng cassette xưa đã trở thành niềm đam mê lớn của anh Trần Xuân Long, 33 tuổi, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng anh Long vẫn dành thời gian để chăm chút cho sở thích của mình. Để rồi thôi thúc anh tìm tòi nghiên cứu mọi cách để thỏa mãn đôi tai của mình. Và căn phòng với dàn âm thanh được anh bài trí tinh tế chính là góc riêng để anh thưởng thức thứ âm thanh hoài cổ tuyệt vời. Vừa nghe nhạc, vừa chơi, trò chuyện cùng con như giúp anh sống chậm lại, thoát ra khỏi những ồn ào, bon chen của cuộc sống. Mê âm thanh cổ mang lại cho mình là thứ nhất là cái giải trí và cái mang lại cái giá trị tinh thần nữa. Ngoài cái thời gian đi làm về mệt mỏi thì mình mở những bản nhạc du dương nhẹ nhàng thì nó rất là hình thức thư giãn, giải trí. Hay là trẻ con khi được tiếp cận với nền âm nhạc nên là cũng rất là tốt. Nên là mình định hướng luôn trẻ con là bọn trẻ mình là đi theo cái cung bậc cảm xúc của âm nhạc ấy, thì dẫn dắt đưa cho mình cảm giác là tâm trạng là nó rất thoải mái. Với những người chơi âm thanh cổ như ông Quân, anh Long, một trong những điều quan trọng là phải hiểu rõ các thiết bị âm thanh của mình, khai thác triệt để các ưu điểm cũng như tính năng của chúng. Đồng thời cũng đòi hỏi ở người chơi sự nhiệt huyết cùng niềm đam mê mới có thể giải công tìm kiếm rồi phục chế nó để nó vang lên những giai điệu mộc mạc nhưng vô cùng sâu lắng và tinh tế. Cùng với đó, không chỉ chú ý đến những thiết bị chính của bộ dàn như loa, âm ly hay thiết bị phát như đầu CD, đầu đọc đĩa than, băng cối, người chơi âm thanh cổ còn chú trọng đến những phụ kiện như dây dẫn, lọc điện, vách tiêu âm, tán âm. Tất cả sự đầu tư chăm chút cho dàn âm thanh cổ của người chơi đã khiến những thứ đồ một thời tưởng như sẽ đi vào quên lãng lại hiện diện trở lại trong cuộc sống hiện đại. Để rồi từ đó, âm thanh cổ giống như một người thân, một người bạn để họ sẻ chia, giải tỏa mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Và cái âm thanh cổ thì họ mang lại cho mình được một cái điều mà mình rất là mong đợi, tức là cái lời hát, cái trung âm của ca sĩ và cái sự hòa âm rồi cái sự phối khí ngày xưa rất là mộc mạc và gần như không có những cái sự can thiệp nhiều về điện tử như sau này. Thì đâu đó khi mà mình nghe một vài bản nhạc mà mình cảm thấy như là một cái sự trình diễn của ca sĩ với ban nhạc ấy, nó rất là gần gũi, và những cái cảm giác như đó thì nó mặc dù là khó diễn tả nhưng mà đối với mình thì nó mang lại cho mình rất là nhiều những cái sự thoải mái, gần như mình giải tỏa được những cái vấn đề mà mình căng thẳng trước đây, thì đâu đó là những cái muộn phiền nó cũng bay đi bớt. Mình phải biết trân quý, biết giữ gìn và phải biết chăm sóc thì mới chơi được nó. Thì cố gắng là ai mà tìm được cái đồ gì cổ mà nó còn dùng được ấy thì là mang về xong sửa chữa chăm sóc và thì thực ra là nó rất là hoài cổ. Trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, máy móc hiện đại, vẫn có những người ngược dòng thời gian tìm về thanh âm xa xưa, tìm về thời xa vắng của các dòng nhạc. Những thiết bị âm thanh cổ từng là biểu tượng của một thời đã được sống lại,
trở về với đời sống bằng đam mê của những người yêu âm thanh cổ. Thưa quý vị và các bạn, từ niềm yêu thích thưởng thức âm nhạc từ những thiết bị âm thanh cổ, những con người đồng điệu đã tìm đến với nhau và xây dựng nên một mái nhà chung là câu lạc bộ audio âm thanh xưa thành phố Lào Cai để cùng chia sẻ niềm đam mê, sở thích âm nhạc của mình. Không phô trương ồn ào, chỉ đơn giản là được chia sẻ với những người chung sở thích, học hỏi kinh nghiệm về mua bán, sử dụng, ghép thiết bị âm thanh cũ để tạo nên những dàn âm thanh mang lại chất lượng nghe nhạc tốt nhất. Đó là tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ audio âm thanh xưa thành phố Lào Cai. Được thành lập từ năm 2017 và chính thức kiện toàn vào tháng 12 năm 2021, câu lạc bộ hiện có hơn 40 thành viên ở nhiều lứa tuổi tham gia sinh hoạt. Trong đó thành viên cao tuổi nhất cũng gần 70 tuổi, còn thành viên trẻ nhất là hơn 30 tuổi. Và mỗi buổi sinh hoạt, họ lại cùng nhau thưởng thức những bài hát theo từng thể loại yêu thích hay trò chuyện chia sẻ một cách say sưa, tâm huyết về những bộ loa, âm ly, đầu đĩa có tuổi đời vài chục đến cả trên trăm năm của mình. Câu lạc bộ này thì nó có một cái rất là hay và rất bổ ích. Nó mang tính là một cái sân chơi rất là lành mạnh. Thế và cũng phù hợp với lại người già, người trẻ, thậm chí có những các cháu là nó là X9, X8 và người ta vẫn cứ tham gia rất là nhiệt tình. Thế và hai nữa là khi mà đã thành lập lên ấy, thì hầu hết là anh em rất là phấn khởi. Để có một dàn âm thanh cổ như thế này là cả một quá trình vô cùng công phu, tốn kém. Nhưng với sự hỗ trợ lẫn nhau, các thành viên trong câu lạc bộ có thể tìm kiếm, phục chế và thiết kế một dàn âm thanh riêng, thổi hồn cho những thiết bị xưa cũ, tưởng chừng không còn giá trị sử dụng. Để mà tôi sưu tầm được những cái hệ thống được nghe như bây giờ, như mọi người đang nghe ở đây thì nó cũng mất một thời gian, cũng phải mất khoảng gần một năm. Các chú anh cũng hướng dẫn, mà thực ra cũng là cái truyền đạt cái kinh nghiệm. Thì dần dần thì đầu tiên là mình chọn được đôi loa phù hợp với cái gu nghe nhạc của mình. Sau đó thì mình cũng sẽ lựa chọn các cái thiết bị để mà đi kèm với nó, như là âm ly, như là đầu phát, để nó thích hợp và nó cũng đạt được những cái hiệu quả nó cũng phù hợp với mình và cũng đảm bảo nữa một tiêu chí là nó cũng tiết kiệm chi phí. Mỗi người một công việc, một lối sống và cái duyên đưa đẩy mỗi người đến với những thiết bị âm thanh cổ này một khác. Vậy nhưng, một khi ngồi bên nhau, mọi sự khác biệt đó dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự đồng điệu trong tâm hồn. Đó là âm nhạc và tiếng nói chung của niềm đam mê dành cho những chiếc loa cổ, những chiếc âm ly đèn, những chiếc đài cassette từ thế kỷ trước. Và rồi những thiết bị âm thanh cổ này tiếp tục kết nối mọi người đến gần nhau hơn, cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa, những bản nhạc, ca khúc đi cùng năm tháng. Nghỉ hưu rồi, thời gian thì cũng rảnh rỗi, mà được ngồi với nhau, mà uống chén trà, thưởng thức một bát đĩa nhạc, cảm thấy rất là thích. Đấy, mà anh em lại đoàn kết được với nhau, rất là gắn bó, mật thiết, trao đổi với nhau, giọng ca này như thế này, tiếng đàn, tiếng nhạc nó ra sao, rồi bộ âm thanh nó phát ra như thế nào, để nâng cao kiến thức về âm nhạc. Hơn nữa là làm cho cơ thể mình nó thoải mái lắm, sảng khoái. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, câu lạc bộ audio âm thanh xưa thành phố Lào Cai không thể tổ chức sinh hoạt thường xuyên đông đủ. Tuy nhiên, thời gian tới, câu lạc bộ cũng có nhiều kế hoạch, chương trình hoạt động để làm phong phú thêm sân chơi cho các thành viên trong câu lạc bộ, tiếp tục lan tỏa, chia sẻ niềm đam mê với mọi người ở khắp mọi miền. Thì chúng tôi cũng có những kế hoạch xây dựng cái câu lạc bộ nó phát triển lớn mạnh hơn. Thế và cũng hô hào anh em cũng như là quảng bá anh em để cùng nhau tham gia, để mà tạo ra một cái sân chơi cho từ người già đến người trẻ, thậm chí là để cho các cháu tuổi trẻ cũng phát triển nữa. Sau hơn 5 năm hoạt động, câu lạc bộ audio âm thanh xưa thành phố Lào Cai thực sự đã trở thành một mái nhà chung của những người yêu âm thanh cổ, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia. Qua đó góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, góp phần thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.